Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá phối nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao săn cỏ trên thế giới. Các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì đừng quên bấm nút like, share và subscribe channel của mình. Xin chào. Những tình huống kiến tạo và ghi bàn mang IQ vô cực thì luôn tạo ra khoảnh khắc khiến người xem phải ồ lên trong hưng phấn vì nó quá ảo diệu đi mà. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại những pha chơi bóng bằng cái đầu theo kiểu trí khôn của ta đây, cực kỳ đẳng cấp của các ngôi sao sân cỏ để đánh lừa toàn bộ sân vận động các bạn nhé. Đây là hai pha xử lý mang IQ vô cực liên tiếp của Frankie de Jong làm nức lòng cổ động viên của Barcelona, từ pha quay người bỏ bóng loại bỏ toàn bộ tuyến giữa đối thủ đến cú di chuyển phá bẫy việt vị hoàn hảo sau đó để ghi bàn. De Jong quả thực là cả tương lai của Barcelona lẫn tuyển Hà Lan. Pha bóng này cho thấy Robben và Ribery hiểu ý nhau đến như nào. Chỉ cần số 7 ra hiệu, số 10 chạy như hách não hàng thủ Dortmund. Thêm đường truyền chính xác cho Mandzukic để tiền đạo người Croatia kết thúc gọn gàng. 10 điểm tuyệt đối cho đôi cánh của Ribery cùng Mario 17. Đây là lý do vì sao Benzema luôn được coi là tiền đạo toàn diện bậc nhất châu Âu. Hãy nhìn cách tiền đạo người Pháp ra dấu di chuyển để đón đường chọc khe của Modric mà xem. Xong rồi lại tiếp tục quả đánh gót ngọt xớt giúp Ronaldo lập công nữa. Một pha bóng hội tụ đầy đủ sự hoàn hảo của anh Ben Ú. Harry Kane và Son Heung-min bây giờ đúng là đến cả thở cũng ăn ý với nhau. Hãy nhìn cách Son bắt đầu bước chạy để phá bẫy việt vị của mình. Lập tức Kane di chuyển lên để hút toàn bộ hậu vệ đối phương. Son lập công và Kane có một pha kiến tạo gián tiếp đẳng cấp. Cổ động viên Tottenham lại được dịp sống trong cảm giác sung sướng. Romelu Lukaku tầm này là chú voi rừng cỡ bự với chỉ số sức mạnh vượt trội rồi, chứ không còn là tiểu voi rừng hay tấu hài nữa đâu. Nhìn cách tiền đạo người Bỉ xử đẹp trung vệ đội bạn trước khi ghi bàn, ta lại thấy một sự cục xúc không hề nhẹ và kỹ năng ghi bàn đáng sợ của Lukaku rồi. Tiếp tục là câu chuyện về anh chàng cầu thủ đô con Lukaku đồ sát hàng thủ thiếu may mắn. Với cơ thể lực điền như này mà không làm tường để tự tạo cơ hội cho mình, đúng là hơi phí. Nhất là lên tuyển lại có anh bạn thân Kevin De Bruyne kiến tạo cho nữa. Đúng là nhất anh cu rồi nhé, bàn thắng mang sức mạnh bá đạo, phải gọi là hết nước chấm. Nhắc đến những cầu thủ có kỹ năng chạy chỗ đẳng cấp
chúng ta không thể bỏ qua cái tên Edinson Cavani. Hãy nhìn cách El Matador khiến cả hàng thủ AS Roma đứng yên không chút phản ứng vì tưởng anh đã việt vị. Đúng là chơi bóng bằng cái đầu thì luôn vượt trội và ao trình so với những kẻ khác. Cavani đã hay rồi, nhưng mà vẫn còn một ngôi sao phải gọi là ông tổ của ngành chạy chỗ. Đó không ai khác ngoài Thomas Müller. Di chuyển thông minh đến độ được người đời phong tặng pháp danh kẻ đánh cắp không gian là các bác hiểu Müller chạy khác như nào rồi. Hãy xem pha bóng này và cảm nhận. Từng có thời gian, cặp đôi Alba và Messi đã gánh công cả lưng Barcelona. Nhất là sau sự ra đi của Luis Suarez, thì cặp bài trùng này càng bá đạo hơn trong khâu phối hợp để sản xuất bàn thắng cho đội bóng xứ Catalan. Như pha lập công này của Messi chẳng hạn, một sự ăn ý đến kỳ lạ của M10 cùng anh bạn thân Jordi Alba. Đây là một bàn thắng mang nặng sự đẳng cấp, ảo diệu, nức lòng người hâm mộ và cũng sặc mùi tiền bạc. Zidane kiến tạo và Ronaldo de Lima ghi bàn. Người xem bóng đá đúng thực là chỉ cần có như vậy thôi là đủ để họ sung sướng, có khi cả tháng trời rồi. Hai huyền thoại vĩ đại bậc nhất làng túc cầu bắt tay nhau để cùng lập công trạng, nó phải gọi là hoàn hảo. Đối với người dân Tây Ban Nha, David Villa luôn là một trong những số 7 vĩ đại bậc nhất trong lịch sử xứ sở đấu bò. Villa chơi ở Valencia đã bá rồi, giờ về Barcelona lại được ông em vàng Lionel Messi kiến tạo cho như này nữa. Đúng là không tạo ra siêu phẩm thì nó lại hơi phí. Eden Hazard đang cho thấy những dấu hiệu tích cực trong màu áo của Real Madrid. Tuy chưa thể lấy lại hết phong độ hủy diệt như thời khoác áo Chelsea, nhưng ít ra siêu sao người Bỉ mùa này đã giảm béo và chưa gặp phải chấn thương. Thế là các Madridista đã mừng rồi. Ấy vậy mà số 7 của Real lại còn có pha kiến tạo đẳng cấp cho Benzema nữa. Vỗ tay thôi nào bà con! Em nói thật với các bác là sút phạt kiểu này thì có cho cái bùa phép hay là tay dài ra nữa thì em cũng chịu thua. Ấy là nếu em phải vào vai anh chàng thủ môn tội nghiệp kia thôi. Chứ còn với tư cách người xem thì phải công nhận là bàn thắng của thanh niên số 47 này nó ảo ma Canada thực sự. Vừa rồi là những tình huống kiến tạo và ghi bàn mang IQ vô cực, đánh lừa tất cả các khán giả có mặt trên sân vận động.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video thú vị, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.